Hòa Minzy lên tiếng giải thích khi bị chỉ trích là kém duyên trong đám cưới của Puka Jin Tuấn Kiệt, khiến ai đọc xong cũng xót xa. Sáng ngày 1 tháng 11, cặp đôi Puka Jin Tuấn Kiệt đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng, tham dự lễ ăn hỏi với sự tham gia của rất nhiều sao Việt. Chuyện không có gì đáng nói khi Hòa Minzy cũng xuất hiện rạng rỡ với bộ trang phục áo dài cách tân màu hồng nhạt, khiến rất nhiều xem nghĩ rằng cô có mặt trong đội hình B-trap. Mà hiện tại, cô lại đang là một bà mẹ đơn thân nên không hề phù hợp. Khi nhận được quá nhiều lời chỉ trích vì kém duyên trong lễ cưới hạnh phúc của đồng nghiệp, Hòa Minzy đã phải lên tiếng đính chính. Sáng nay, tôi có đi đám hỏi bên chị Puka, nhưng mà chỉ tới chơi với chị thôi, chứ không có bưng mâm hay làm phù dâu gì hết nha mọi người. Bé biết thân biết phận mà, đọc bình luận của mọi người mà tủi thân nha. Lời chia sẻ này của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, bởi ai cũng biết đến chuyện tình có phần không được trọn vẹn. Nhưng chưa hiểu rõ sự tình đã lên tiếng chỉ trích, chắc hẳn đã làm tổn thương cô rất nhiều. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều fan hâm mộ cũng như anh chị đồng nghiệp đã lên tiếng an ủi. Ai cũng cho rằng Hòa Minzy là một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp, chắc chắn sẽ là chỗ dựa tốt cho bé Bo, nên không cần phải quá đau lòng bởi những lời bình luận ác ý. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé!